Chào cả nhà nhé. Chào vào luôn. Ngày mới chúc cả nhà mình tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Hôm nay mời cả nhà mình theo chú Sáu, con của chú Sáu làng Vào thì ra đây thăm đợp nữa cả nhà. Hôm nay đặt cũng lâu lắm rồi. Nay cũng 4-5 ngày cả nhà. Mời cả nhà mình đi theo chú Sáu nha. Hôm nay đi thăm lợp gặp trời mưa lâm râm cả nhà. Buổi sáng giờ này cũng gần 8 giờ mà ông trời cũng mưa lâm râm, làm như trời xế chiều đó. Hôm nay làm như ngày bão mà sao cả nhà ơi. Ở đây cả nhà mình cũng nhìn thấy khu này là đất người ta bỏ hoang không à. Năng rồi rau chạy người ta trồng liễu rồi cũng nhiều lắm. Năng với lát nó ngập lên tới ngực coi nha. Thăm cái đầu tiên cả nhà ơi, mà không biết có không đây nữa. Tới cái lợp nha cả nhà, tới cái đầu tiên có nào không? Có rồi. Cái này lóc cả nhà, cũng cái này lóc rồi. Thôi đặt lại luôn cả nhà, đặt lại luôn. Cái nãy lóc, giờ lấy cái thứ hai nha cả nhà. Cái thứ hai, cái thứ hai được đâu cả chục cá sặc cá rô nữa cả nhà, như cá cầu cứng nè hả, mấy cá sặc này để mấy bữa nay có số còn sống một số chết nữa cả nhà. Cái bắt à, bắt mấy con nào còn sống bắt luôn đi. Nó nhỏ chút không cả nhà. Con nào chết thì mình để đây mình làm mồi nha cả nhà. Con nào chết mình làm mồi. Đất lợp này cũng không có cần mồi nhưng mà có mấy con cá nào chết thì mình làm mồi luôn. Cái thứ hai được nhiêu đây cả nhà. Cá sặc nó nhỏ. Nhưng cá sặc cứng, con sặc chết bỏ lại. Con nào chết để làm mồi. Tiếp nữa cả nhà. Tiếp tới cái rồi, tiếp theo nè. Và cái đó có không? Cái đó có không? Cái sạc hả? Thôi cái sạc thả lại luôn đi. Cái sạc bỏ lại luôn cả nhà. Cái sạc nhỏ còn để ra lại luôn. Đặt lòng quá cái lợp nó dính phèn luôn cả nhà. Dính phèn luôn. Đặt lại cả nhà. Tiếp cái tiếp theo nha cả nhà. Dỡ mấy cái tiếp theo nha cả nhà. Coi có không này. Ở đây cũng đặt cái ghế không cả nhà. Tại cái khu này nó rậm dữ lắm. Coi có không? Còn có cá lóc nào không? Được con cá rô. Được cá rô cả nhà. Được con rô, bắt con cá rô này đi. Cá rô mà. Có thêm theo cái xô nữa cả nhà. Để đựng được. Nói cũng được mấy con rồi. Cái rô cơ nha. Này rô đồng nha. Mập tù lù luôn cả nhà. Con nào nói mập tù lù nè. Đá ghê không? Đó. Cái này được không con? Cũng đặt trở lại luôn đó nha. Chừng nào mà thấy cảm thấy không có nữa thì sẽ dời điểm. Con này cũng có lai lai dai thôi nhưng đặt tiếp. Có cái kế bên luôn cả nhà. Cái đó dính vào nào? À, cá rô nữa, được hai cá rô. Hai bàn cá rô cả nhà. Khỏe lắm nhiều quá. Hôm nay sao không được cá lóc nào cả.
Được mấy cá rù, con cá cụ cứng này vậy? Hai cá rù. Hai cá rù. Một con. Hai con. Có hai con. Còn con cá sặc thôi. Cá sặc cũng để lại luôn nha các nha. Cá sặc thì để lại luôn. Để lại làm màu. Hai cá rù. Thì tiếp nữa cả nhà. Tiếp luôn. Ở đây cả nhà mình nhìn thấy nè, măng nó mọc lên tới đầu luôn cả nhà. Cao lắm, đi ở trong đây mọc tới đầu cái khu rừng này, ta bán đất bỏ hoang nhé. Ít qua vô đây dỡ cái tiếp theo luôn cả nhà. Ôi, còn cá lóc cả nhà. Cá chơi hay gì? Cá lóc. Ui, cá lóc cả nhà. Được con cá lóc. Gà bá lửa luôn. Thấy cá sặc nước làm hai là nghi rồi. Nè cả nhà thấy con cá lóc. Con cá rô nè. Con lóc con rô của nhà. Lý rồi, ta lý rồi. Phải được vài con gì là có lý cả nhà. Năng cái sạc nó ối lên nè. Còn cái lóc không? Cái nhà mình đó. Rửa ra chưa? Rồi. Còn cái lóc nha. Có con này là thấy cần đủ vốn rồi cả nhà. Rồi không nhỉ. Lại cả nhà đặt tiếp bắt mấy con cá sặc bỏ vô làm mồi cả nhà, xong cũng đặt tiếp rồi có cái kế bên luôn cả nhà, đặt đây đặt khí kế luôn, cái kế bên luôn, còn có dính nào không đây? Ui cá sặc ha, thôi để là luôn đi. Kiếm phèn quá, há phèn. Đây rất lầy mà. Theo nhanh cả vợ, cũng đặt cái kế bên. Khu này cả nhà mình thấy bình bát thôi, nó cao nhiều nhiều luôn. Có trái bình bát nó rụng như chín giả rồi luôn cả nhà. Qua bên đây cả nhà. Có không? Không có luôn hả? Cái đó lóc cả nhà. Hả? Cái đó lóc rồi. Lóc rồi. Thôi lóc rồi cả nhà. Mấy cái sạc để lại luôn. Tiếp luôn nha cả nhà. Tiếp dỡ mấy cái còn lại luôn cả nhà. Tiếp cả nhà. Hả? Có dính con rắn hả? Chết hả? Chết. Lâu quá không dính cá mà dính rắn thì chết luôn cả nhà. Rã rồng hết rồi. Thôi để làm màu luôn. Để làm màu nữa nha. Dính mấy con rắn để làm màu đi. Không lấy cây tủ lên thôi. Rồi cái tiếp theo nữa cả nhà. Cũng còn vài ba cái nữa là hết nha cả nhà. Mà nãy giờ mới dính được lấy vốn của con cá lóc. Còn nhiều cái sạc cá rô. Với cái số cá sạc nhỏ thì chú Sáu với giàu cũng bỏ lại làm màu luôn. Chà lâu ngày quá. Cũng phèn quá nha. Phèn không luôn. Đây, cái này cũng lóc luôn cả nhà. Dỡ cái tiếp luôn cả nhà. Cái này cái gì? Tiếp theo. Tiếp theo mà cũng cái cuối cùng rồi cả nhà. Coi có không nè. Thấy quần có lý coi, có lý. Quần.
đuổi con nữa cả nhà, đuổi con cá lóc nữa là hai con nữa cả nhà, con cá lóc con cá rô nữa là hai con. Ồ, có lý quá cả nhà, có lý quá, hai con cả nhà, con cá lóc cá rô. Đem lên đây đi, đem lên đây bỏ vô cái xô cả nhà. Ngay chỗ này thấy nó càng càng vậy chứ nó lúng nó lầy dữ lắm cả nhà, leo xuống là phải tới tới vúng luôn á. Hai con cả nhà, được hai con nha. Giác giờ hôm nay được có hai con cá lóc này là thấy cũng có lý rồi, đủ vốn rồi cả nhà. Rồi bón mấy cái sạc lên làm màu luôn cả nhà. Rồi cũng đặt lại chỗ cũ luôn nha. Đặt lại chỗ cũ nè. Cái cuối cùng được con cá lóc nữa nha cả nhà, là được hai con. Thôi cái clip này chú Sáu xin tạm dừng ở đây nha. Chào vào nhân vào, vào là cũng con của chú Sáu nha cả nhà. Chào cả nhà mình luôn, chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Cảm ơn cả nhà ủng hộ kênh chú Sáu Phú Đồng trong những thời gian vừa qua.